từ sáng ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021, khắp các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa trung bình đo được trong những ngày qua là từ 70 đến 100 mm, đặc biệt có nơi mưa to đến hơn 380 mm. Theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đợt mưa này là do ảnh hưởng của rìa bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió đông nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới nên gây mưa lớn kéo dài. Do mưa lớn kéo dài khiến các tuyến đường trong các khu dân cư ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân bị ngập. Đáng chú ý, ở khu vực thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, mưa lớn khiến nước tràn vào nhiều nhà dân, cuốn trôi cả tủ lạnh và nhiều vật dụng của 3 hộ gia đình ra đường. Tại thị xã Nghi Sơn, mưa đã gây ngập úng khoảng 450 hectare cây nông nghiệp của người dân trên địa bàn 6 phường xã. Trước diễn biến mưa vẫn còn diễn ra, nguy cơ ngập lụt sạt lở cao nên ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu các địa phương triển khai phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối khe cạn khu vực miền núi, không để xảy ra lũ nghẽn dòng. Cũng trong ngày 25 tháng 9 năm 2021, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phải phát lệnh báo động 2 trên sông Yên chảy qua các huyện Nông Cống, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn do nước sông Yên dâng cao 2,49m, trên mức báo động 1 là 0,49m.